Kính bạch thầy, con có một câu hỏi, không biết có nên hỏi không, nếu sai sót mong thầy tha thứ và chỉ bảo. Con thấy trên các không gian mạng, sách báo, mạng xã hội có tuyên truyền rất mạnh về một thứ gọi là thư viện Akashic, với một hứa hẹn cho người tu tập rằng họ sẽ được giác ngộ và tiếp thu vô vàn tri thức chỉ qua việc thiền định, giấc mơ tỉnh, lucid dream và truy cập vào đó. Liệu đó là chính pháp hay tà pháp? Con nghĩ nó thực sự là một vấn đề khi ngày càng nhiều người tu theo giáo phái đó, nhưng hầu hết họ rất mạnh tham sân si ô nhiễm, thậm chí có một số người như tẩu hỏa nhập ma vậy. Một trong những điều khiến giáo lý của họ trở nên đáng tin là họ lấy hình ảnh Chúa, Lão Tử, Phật, Nikola Tesla và nói rằng Tesla là người sao Kim, Phật Thích Ca dạng như một sứ giả của Thiên Chúa được ban đặc ân truy cập thư viện này, từ đó có thể chỉ qua nhắm mắt giác ngộ tri thức, còn người bình thường phải tu tập theo một số cách họ đề ra, rất mong được sư chỉ bảo. Con mong thấy ra sự thật về vấn đề này vì tầm ảnh hưởng của nó ngày càng lớn. Về vấn đề này thì xin mời Đại Đức Tuệ Tương có cái nhìn như thế nào? Kính thưa Đức, kính thưa quý vị, riêng cái câu hỏi của vị này, đầu tiên là cái vị này có cái sự e dè, có sự ái ngại khi mà nói là khi mà hỏi là cô không biết có nên hỏi không, nếu sai sót có thể tha thứ. Thì để sư xác nhận một điều cho cái vị hỏi câu hỏi này để vị an tâm nha. An tâm, mà nếu có đang xem live thì mình cũng an tâm cho mình, cũng chứ không có phải ưu tư gì hết. Đây là một cái câu hỏi mà nên hỏi, đây là một câu hỏi hay đối với sư, đây là một câu hỏi hay, và sư rất lưu tâm những cái vấn đề tương tự như vậy. Bởi vì sao? Sư xin đọc lại, sư xin phân tích đó, cho quý vị hiểu rõ cái tầm quan trọng của câu hỏi này. Khi mà sư đọc qua câu hỏi này, sư đã có nghiên cứu kỹ về cái gọi là thư viện Akashic, sư có xem qua rồi nha. Tại vì khi mà sư trả lời á, lỡ nhiều khi một số vị lại có thể quy chụp nói là trời ơi, chắc ông đọc qua câu hỏi thôi, ông có xem đâu, ông phán bừa này nọ. Xin thưa, sư có xem qua rồi, về cái vấn đề thư viện Akashic này rồi. Thì khi mà sư xem tổng quan cái câu hỏi này nè, thì bản thân sư đưa ra bốn cái câu hỏi về cái câu hỏi này, cái vấn đề này, cái vấn đề về Akashic này. Cái vấn đề đầu tiên, cái câu hỏi đầu tiên á, là ở đây có nói là con thấy trên không gian mạng, sách báo, mạng xã hội có tuyên truyền rất mạnh, mà cái tuyên truyền rất mạnh, xin nhấn mạnh cái câu này, có tuyên truyền rất mạnh. Thì cái việc tuyên truyền này sao? Tuyên truyền là nói nó giác ngộ, nó được cái này kia đó, được 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 những kiến thức về vũ trụ đó. Thì khi mà nói về việc tuyên truyền á, thì sư có nhớ đến một sư có tâm đắc, bản thân sư tâm đắc một câu nói của sư Giác Nguyên ở trong bài giảng kinh giảng giải kinh Phạm Võng. Thì sư Giác Nguyên có nói cái điều này mà sư rất là tâm đắc. Sư Nguyên mới nói là chân lý là một, chân lý đây là phải hiểu là sư đây đề cập cái chữ chân lý này chính là tứ diệu đế, thưa quý vị, là giác ngộ tứ diệu đế đó. Chân lý là một, thánh nhân là hai, hai cái này không bao giờ đi chung với việc nhồi sọ tuyên truyền tẩy não đó. Đó là cái câu hỏi và cái câu hỏi đầu tiên á, về việc tuyên truyền. Nếu mà khi nói tuyên truyền mà gọi là giác ngộ đó, để giác ngộ được được cái này, được gì, kiến thức vũ trụ đó, các kiểu này nọ đó. Đó là cái hỏi câu hỏi đầu tiên mà sư đã tự hỏi và tự đưa ra câu trả lời. Những thứ mà gọi là tuyên truyền. Còn cái vế kế tiếp là câu hỏi kế tiếp. Có tuyên truyền rất mạnh về một thứ gọi là thư viện Akashic, với một hứa hẹn cho người tu tập họ sẽ được giác ngộ, với một hứa hẹn. Sư quên đó, sư quên một điều, đúng là phải nói ban đầu là như vậy.
sư đang trả lời trong khía cạnh, trong cái lĩnh vực của Tam Tạng Kinh Điển Nikaya, trong khía cạnh Phật Pháp. Nhất lần nữa sư nhấn mạnh sư đang, cái vấn đề sư đang trả lời là sư đang trả lời trong khía cạnh Phật Pháp, trong Tam Tạng Kinh Điển. À, cho nên quý vị hiểu rõ nha. Chứ nhiều khi là sư lại nói như vậy, các quý vị nói là tại sao sư phản bác, sư cứ thế này nọ. Thì ở đây quay lại câu trả lời, câu hỏi là với một sự hứa hẹn tu tập, vì bây giờ ở đây á, khi mà sư đọc câu này nè, sư mới có một câu hỏi là Phật á có hứa hẹn với tất cả không? Phật có hứa hẹn không? Hứa hẹn về giống như bây giờ những người đến với ngài, những người đến với tùng với cái sự dẫn của ngài thì tất cả đều đặt niết bàn không? Phật có hứa hẹn với tất cả không? Thì xin thưa, trong Trung Bộ Kinh thì có một câu chuyện như vậy. Ông bà có một bà La Môn á, ông mới hỏi Đức Phật là những cái người mà sống trong giáo pháp của đến học với ngài, đại loại đến học với ngài, thì có phải là tất cả đều chứng niết bàn không? Thì ngài mới đưa cho ông một ví dụ, ngài nói là ông nghĩ thế nào khi mà một người A, một người B, ông chỉ đến hỏi đường không? Đến hỏi đường không? Thì ông chỉ đường đi từ điểm số 1 đến điểm số 2. Thì theo ông hai người đó có đi đến cùng điểm không? Thì ông nói là sao con biết, sao tôi dạy đạo lên nhà, sao tôi biết được? Sao tôi biết được? Không? Thì tôi như tiếng là người chỉ đường thôi mà. Thì xin thưa Đức Phật ngài cũng vậy thưa. Đức Phật chỉ là ngài chỉ là bậc chỉ đường thôi. Không? Chứ không phải là ngài là bậc hứa hẹn tất cả đều giác ngộ. Cho nên ở đây ngài cũng nói sư chinh xin trích từ trong chánh tạng. Cũng vậy là Bà La Môn, trong khi có mặt niết bàn, trong khi có mặt con đường để đến niết bàn, và trong khi có mặt ta là bậc chỉ đường, nhưng các đệ tử ta được ta khuyến giáo như vậy, giảng giải như vậy, một số chứng được của cánh niết bàn, một số không chứng được. Ở đây này Bà La Môn, ta làm gì được? Như Lai chỉ là người chỉ đường. Cho nên là nếu mà suy xét về khía cạnh mà Phật Pháp, khía cạnh Tam Tạng Kinh Điển Bali, thì Đức Phật không hứa hẹn nha, không có hứa hẹn với tất cả thưa quý vị, không có hứa hẹn với tất cả là đi theo ngài sẽ được giác ngộ, sẽ được thế này thế kia, sẽ được hiểu biết về thế giới. Đó là vấn đề thứ hai. Rồi ở đây lại nói về, đề cập đến vấn đề giác ngộ. Giác ngộ, nhưng mà ở đây là giác ngộ cái gì? Xin thưa, cái chữ giác ngộ này nếu mà suy xét về cái tục đế thưa quý vị, pháp thế gian đó, thì nói pháp thế gian cái ngộ thì đúng là những tôn giáo khác đều nó có nói sự giác ngộ, nhưng trong Tam Tạng Bali khi mà nói giác ngộ á, tức là Đức Phật toàn giác, ngài nói đến giác ngộ lý tí diệu đế, chứ không phải giác ngộ là biết đến hết có được kiến thức vũ trụ hay là sống trường sinh bất tử đó không phải. Cho nên một lần nữa cái khái niệm mà giác ngộ ở trong cái thư viện Akashic này nè có đề cập này. Cần phải xem lại coi có đúng như tinh thần là dạ. Đó là câu hỏi số 3 và câu trả lời. Khi mà nói là nói về cái sự giác ngộ, nói về vấn đề mà cái Akashic này nè, làm sư nhớ đến một cái câu chuyện mà cũng gọi là liên quan đến sự gọi là hứa hẹn. Câu chuyện này liên quan đến vị vương tử Sư Lích Châu Quý, đó là ông Sunakata. Vị này là sao? Vị này là trước khi ngài Ananda làm thị giả cho Đức Phật, thì cái vị này làm thị giả Đức Phật. Vị này á, trước đó đã tu tập được Thiên Nhãn Thông, vị này thấy được chư thiên nói chuyện, nhưng mà không có nghe được chư thiên nói gì, thì vị này mới thắc mắc. Vị này mới đến hỏi Đức Phật là đại loại như là bạch ngài, ngài chỉ con tu Thiên Nhĩ Thông, và cái vị này hỏi về cái khởi nguyên bắt đầu của thế giới. Đức Phật biết được cái do các nghiệp của vị này trong quá khứ, vị này từng dùng hòn sỏi bắn thủng lỗ tai của một vị, có nhiều tài liệu, nhưng mà tài liệu có thể vị liệu nói là vị Phật độc giác hay một vị giới hạnh, nhưng mà cơ bản là do cái ác nghiệp đó, cho nên là cái vị này không có thể luyện được Thiên Nhĩ Thông. Thì khi mà cái vị này lại hỏi Đức Phật hai điều đó, thì Đức Phật ngài
không có nói, không có nói, không có, không chỉ dẫn, thì cái vị này không được tin Đức Phật. Nó mới nói là đại loại y nói là ngày ngày giống nghề đó, giống nghề không chỉ. Thì vị này mới nói gì nè, vị mới nói là nếu mà không chỉ còn hoàn tục, thì Đức Phật ngày mới nói là lúc mà ngươi đến giáo pháp với Như Lai á, Như Lai có hứa hẹn với ngươi, Như Lai có cụ thể hứa hẹn với ngươi là khi mà Như Lai ngươi đến á, là ta sẽ cho ngươi là đắc thần thông, để đắc thần thông nọ không? Như Lai có hứa hẹn không? Rồi Đức Phật lại hỏi là lúc mà ngươi đến giáo pháp của Như Lai á, Như Lai có hứa hẹn với ngươi là sẽ nói rõ về cái sự khởi nguyên của thế giới không? Vì đó nó khi mà hỏi hai câu hỏi đó, vị này đều nói không. Và Đức Phật mới hỏi thêm, vậy á thì á, một có phải là mục đích của Thế Tôn thuyết giảng chính pháp là đưa người đến thực hành tận diệt khổ đau không? Thì vị này nó công nhận là đúng. Cho nên là quý vị phải biết cái giáo pháp Đức Phật á, là ngài á, đưa đến cái sự tận diệt khổ đau, chứ không phải là thuyết pháp là để mình hiểu, mình thông tuệ, mình được hiểu biết được các kiến thức trong vũ trụ đó, đó là điều đi ngược lại. Và cái điều một điều nữa mà sư thấy trong cái thực hiện Akshikasit này nè, nói một cái điều mà nó cũng ngược với đề dạy, đó là nói là khi mà thâm nhập được thực hiện Akshikasit này, nghĩa là biết được tất cả về tường tận về vũ trụ. Nhưng mà cái điều này là nó đi ngược lại Phật dạy, thưa quý vị. Đi ngược lại sao? Là trong bốn điều bất khả tư nghị mà quý sư ở đây á, thường hay nói với vị đó, thì có một cái điều là vũ trụ quan là bất khả tư nghị, nghĩa là không thể nào luận bàn, không thể nào nghĩ được. Nếu mình tối ngày mình suy nghĩ là thế giới này là đâu tận cùng, đâu là vô cùng, bất khởi nguyên thế nào, có bao nhiêu cái galaxy đúng không, bao nhiêu cái thiên hà, thì mình nghĩ nhiều qua vị hoài là mình điên loạn. Đó là cái vấn đề mà thứ ba mà sư vấn đề thứ ba mà sư muốn nói chuyện với vị. Và cuối cùng để kết thúc á, cái câu trả lời của toàn bộ hỏi này á, thì cái vị nó hỏi là liệu đó là chính pháp hay tà pháp. Con nghĩ đó là sự vấn đề khi ngày càng người tu theo giáo phái đó, nhưng họ rất mạnh tham sân si ô nhiễm, thậm chí quả nhập ma đó. Rồi một trong những điều đáng tin cậy đó, có những hình ảnh này là kiểu vậy. Thì xin thưa quý vị, để mà kết luận chánh pháp hay tà pháp á, thì sư nghĩ là đến đây nè, đến đây những cái điều mà sư đã trình bày ở trên á, thì cũng khá rõ rồi. Còn nói mà để xem nó là đúng chánh pháp hay phi pháp, làm sư nhớ đến trong tạng luật tiểu phẩm, thì lúc mà Đề Quán Đa Tá đó chia thẻ tăng đoàn đó, để làm những cái hình, để chia tăng đoàn và làm những cái hành vi bất thiện, thì Đức Phật ngài có dạy chư tỳ kheo 8 điều và 3 điều không đúng chính pháp để mình nhận biết được. Thì quý vị dựa vào 8 điều này và 3 điều này, quý vị tự bản thân mình đưa ra câu trả lời là không chỉ cái thư viện Akashic này, mà những cái giáo phái khác, những cái trường phái khác, quý vị có thể so sánh đó là có đúng là Phật dạy không, đó là đúng, đó là bất thiện hay là thiện, đó đúng hay là sai, đó là chánh hay là tà, đó là chánh pháp hay là phi pháp. Thì xin đọc là: này các tỳ kheo, Đề Quán Đa Tá có tâm bị chế ngự, bị ám ảnh bởi 8 điều không đúng chính pháp. 8 điều ấy là: 1. Bị ám ảnh bởi lợi lộc; 2. Bởi không lợi lộc; 3. Bởi danh vọng; 4. Bởi không danh vọng; 5. Bởi sự trọng vọng; 6. Bởi sự không trọng vọng; 7. Bởi ước muốn xấu xa; 8. Bởi bạn bè xấu xa; và 3 điều khác nữa là: 1. Ước muốn xấu xa; 2. Bạn hữu xấu xa; và 3. Đã đạt đến sự dừng lại ở khoảng giữa của sự chứng đắc đặc biệt, có tính chất thấp thổi, giống như là các, ngay cả trong đây đề cập luôn là các tầng thiền và các cái tầng thông, mà để phục vụ cho cái việc mà phi pháp bất thiện mình. Thì cũng mong là qua những cái điểm dẫn chứng của sư về cái hỏi này, quý vị phần nào sẽ tự cho mình cái câu trả lời là về cái vấn đề mà thư viện Akashic này nè như thế nào, để mình hiểu rõ ha, mình hiểu rõ để có cái nhận định mà đúng đắn, đúng không? Và mình có cái chánh kiến, ta cũng gọi cái chánh kiến thì vậy thôi. Ta cũng xin kết thúc cái lời này. Rất là cảm ơn Đại Đức Tiểu Thường đã chia sẻ rất là rõ về vấn đề này. Nếu như mà quý vị còn có những cái băn khoăn
thì quý vị chỉ việc là nghe lại, suy nghĩ là những cái kiến thức, những cái vấn đề mà Đại Đức Tuệ Tường đưa ra là đã rất đầy đủ rồi. Sư chỉ chia sẻ một vài cái khía cạnh bên lề. Đó là sư nhớ hồi sư còn nhỏ xíu, sư có đọc một cái bài, một cái câu danh ngôn, đó là càng học nhiều thì tôi càng biết ít. Tức là khi mà mình, một người mà học càng nhiều thì vì đó mới biết là trời cao đất rộng. Còn mình học ít quá thì mình sẽ thấy là cái vũ trụ nó chỉ trong cái lòng bàn tay, bằng cái miệng giếng thôi. Cho nên một vị mà có đại trí tuệ như Ngài Xá Lợi Phất thì khác nhiều lắm. Sư tiếp xúc và những cái vị có nhiều trí tuệ, biết được là thông thạo cái việc đạo, việc đời, đông tây kim cổ, các vị đó có một cái đặc điểm, đó là cái gì? Rất là hiền. Và khi mà mình chưa có biết cái gì hết á, thì mình rất là hay, mình nhảy ra mình đấu đá đầu nọ đầu kia. Hồi sư mới học đạo á, sư cũng hay nhảy ra đấu đá, rồi đặc biệt là những cái nơi mà họ dạy không có đúng chánh pháp á, sư bực lắm, rồi sư nhảy ra mình sẵn sàng mình cãi tay đôi với người ta đó. Nhưng mà về sau mình học nhiều rồi thì chán, chả muốn cãi, chả muốn nói. Ai có duyên với mình thì mình độ, còn ai không có duyên thì thôi, mỗi người có phước khác nhau, có nghiệp khác nhau. Khi mà sư nói đó, cái mục đích của giáo pháp là đi đến sự đoạn tận tham, sân và si. Nhiều người họ sẽ chề môi, họ nói nhưng mà bây giờ cái phương pháp của tôi là phát triển trí tuệ ghê lắm, phát triển trí tuệ ghê lắm. Nhưng mà họ quên một chuyện, họ không biết một chuyện. Cái trí tuệ của họ là cái trí tuệ nó thế gian. Cái trí tuệ nó bằng một cái móng tay. Nhưng mà khi mà mình đoạn tận được tham sân và si, cái trí tuệ của mình là trí tuệ suốt thế gian. Nó vượt ra khỏi rất là nhiều cái phạm trù trí tuệ của phàm phu. Mà bây giờ người ta thích dùng cái trí tuệ phàm phu để người ta ước lượng trí tuệ của thánh. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là như sư vừa nói, mỗi người có phước khác nhau, có nghiệp khác nhau. Hồi xưa còn ham nhảy ra tranh cãi tay đôi với người ta, bây giờ mệt rồi. Bởi vì sao? Không phải là bởi vì sư không thương người ta, mà bởi vì cái số người mà cần mình giúp, số người cần mình độ còn rất là nhiều. Mình xài cái quỹ thời gian của mình dành cho những người đó còn không hết, thì thời gian đâu mà rảnh đi đôi co với những người họ không muốn độ. Nó giống như một ngôi nhà đang cháy vậy đó. Có nhiều người họ giơ tay họ cầu cứu, mình tiện tay gần đó thì mình cứu nhanh nhất, cứu gần nhất, cứu dễ nhất thì mình lo mình cứu họ trước. Chứ đâu có rảnh mà đi gặp những cái người mà họ chửi mình, họ không thèm mình cứu họ, đóng chặt cửa, họ khóa cửa, mình đập cửa họ không thèm mở, họ cãi tay đôi với mình, không có thời gian. Sư xin thưa không có thời gian. Và sư cũng cảm nhận được cái tâm lý của một vài vị trưởng lão, đó là không có thời gian. Chỉ riêng cái chuyện tu thôi đã không có thời gian rồi. Có lần sư lên xin, sư xin trình pháp với ngài hộ pháp mà chỉ nói một câu đơn giản thôi: để cho tôi hít thở. Bây giờ cái thời gian để cho ngài hít thở là quan trọng nhất. Hít thở. Sư xin qua câu hỏi tiếp theo.